bài giảng ngày thứ ba ngày thứ ba đã trôi qua quý vị còn bảy ngày nữa để tu tập ngày mai ngày thứ tư là một ngày rất quan trọng quý vị sẽ bắt đầu thực tập thiền vipassana có nghĩa là quý vị sẽ bắt đầu tiến vào lãnh vực của panya của trí tuệ của tuệ giác Tất cả những điều mà quý vị thực hành trong 2 3 ngày qua là những điều kiện tiên quyết rất quan trọng cho công việc ngày mai. Việc tu tập thực sự bắt đầu từ ngày mai. 3 ngày vừa qua đã chuẩn bị cho quý vị để bắt đầu thực sự tu tập thiền Vipassana. Nếu không giữ sila, không giữ giới luật nghiêm chỉnh thì không thể nào thực hành thiền Vipassana không thể nào có kết quả những kết quả đúng đắn của thiền vipassana nếu không có samadhi không có định tốt thì không thể thực hành thiền vipassana vì vậy trong ba ngày qua quý vị đã giữ năm giới mà quý vị đã phát nguyện giữ từ ngày đầu tiên đó là sila đây là nền tảng căn bản nền móng càng vững bao nhiêu thì căn nhà xây dựng trên nền móng ấy càng vững bấy nhiêu. Và với nền móng vững chắc, quý vị đã bắt đầu thực tập Samadhi bằng cách thực hành thiền Anapana. Sila rất cần thiết để tạo được Samadhi đúng đắn, tức là định chân tránh. 25 thế kỷ trước tại Ấn Độ, có những thiền sư không cho Sila là quan trọng. Và ở một mức độ nào đó, cho tới ngày nay, vẫn còn một số thiền sư như vậy. Họ nói, không cần thiết phải giữ si là. Quý vị muốn làm gì cũng được. Những gì quý vị thấy thoải mái thì cứ tiếp tục. Và quý vị vẫn có thể thực hành thiền và vẫn đạt được những cảm nghiệm khoan khoái dễ chịu. Mục đích của họ là đạt được cảm nghiệm dễ chịu trong sự hành thiền nhưng thiền Vipassana không nhắm mục đích đó. Mục đích của thiền Vipassana là để thanh lọc tâm, làm trong sạch tâm tới tận tầng lớp sâu thẳm nhất, tới tận cội rễ của tâm. Để làm được việc này, không phải là Samadhi bình thường, mà cần có Samma Samadhi, định chân tránh. Vì thế, giữ sila một cách hoàn hảo là rất cần thiết cho samadhi sân chánh này. Và samadhi chân chánh rất cần thiết để phát triển panya, trí tuệ. Và panya rất cần thiết để đạt đến mục tiêu cuối cùng là sự giải thoát hoàn toàn, giác ngộ hoàn toàn. Từ sila để đạt samadhi, từ samadhi để đạt panya, từ panya để đạt Vimutti là sự giải thoát. Đây chỉ là ở giai đoạn mới bắt đầu tu tập. Nhưng khi tiếp tục tiến xa hơn, quý vị sẽ nhận thấy cả ba Sila, Samadhi, Panya sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Giống như một cái kiềng ba chân vậy. Nếu một chân bị yếu thì không thể đứng vững được. Cả ba phải thật vững. Sila sẽ giúp phát triển Samadhi và giúp phát triển panya. Samadhi sẽ hỗ trợ sila và giúp phát triển panya. Panya sẽ giúp sila và sẽ hỗ trợ samadhi. Cả ba đều liên quan mật thiết với nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu thiền sinh giữ được sila trọn vẹn thì rất tốt. Giữ giới tự nó đem lại nhiều ích lợi, nhiều kết quả tốt. Nhưng chỉ giữ sila hoàn hảo thì chưa đủ để đưa ta tới đích cuối cùng là sự giải thoát hoàn toàn. Nếu cùng một lúc ta giữ sila được trọn vẹn và đạt tới kinh nghiệm rất sâu về Samadhi, thì cũng vẫn chưa đủ để ta được hoàn toàn giải thoát. Cần phải có Panya để đạt đến mục tiêu này. Đức Siddhartha Gautama là người đã hoàn toàn giác ngộ. Cuộc đời của Ngài được toàn vẹn sila ngay từ thời thơ ấu. Sau đó, Ngài đã thực hành Samadhi. Ngài đã từ bỏ đời sống gia đình để đi tầm đạo với nhiều bậc thầy. Ngài đã từng tu tập các tầng thiền định cao nhất của thời đó là tám tầng thiền vô sắc. Ngài đã thực tập tất cả, nhưng Ngài thấy rằng mình vẫn chưa được giải thoát hoàn toàn. Ngài nhận thấy sâu tận trong tâm vẫn còn những bất tịnh nằm bất động giống như núi lửa đang ngủ yên. Khi nào những núi lửa này còn hiện hữu, chúng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chúng sẽ chế ngự ta và một lần nữa cuộc đời ta lại tràn đầy đau khổ. Phải bứng nhổ tận gốc rễ, gốc rễ của các bất tịnh nằm rất sâu trong tâm ta. Vì lý do này, ngài đã tiếp tục tìm kiếm và đã tái khám phá ra phương pháp thiền vipassana đó là panya trí tuệ chỉ có thực tập vipassana ngài mới phát triển được panya và đã trở thành một người hoàn toàn giác ngộ nếu không thực tập vipassana thì việc này đã không thể thành tựu thiền vipassana đã bị thất truyền ở ấn độ tên gọi thì còn nhưng trí tuệ thực nghiệm panya ở trạng thái hoàn hảo của nó đã hoàn toàn biến mất Chính Ngài đã tìm lại được phương pháp này. Trong ba phần của Thâm Ma thuộc Bát Thánh Đạo, có Sila, tức là giới, và có cả ba phần của Samadhi, tức là định, và còn hai phần còn lại của Bát Thánh Đạo thuộc về Panya, trí tuệ, đó là Samma Sankapo và Samaditi, tức là suy nghĩ chân chánh và sự hiểu biết chân chánh. Samma Sankapo, suy nghĩ chân tránh, hay còn được gọi là tránh tư duy. Khi quý vị đến dự một khóa thiền như thế này, lúc đầu, tại bề mặt của tâm, quý vị gặp phải những bất tịnh nào đó làm cho quý vị rất dao động. Một chuyện gì đó sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm, và khi quý vị bắt đầu quan sát hơi thở, nhiều ý tưởng bắt đầu tràn ngập. Nhiều khi đầy những ý tưởng xấu xa, có khi tâm trở nên giận dữ đầy oán ghép có khi tâm buồn bã chán nản và cũng có khi tâm đầy ý tưởng đam mê các tư tưởng này tiếp tục trấn áp quý vị và quý vị cố gắng hết sức để quay trở về với hơi thở rồi khi hàng loạt ý tưởng tiếp tục chi phối quý vị quý vị phải cố gắng quay về với hơi thở một ngày hai ngày rồi ba ngày qua đi và quý vị nhận ra rằng không phải mọi ý tưởng đều biến đi, mà là khuôn mẫu của các ý tưởng đã bắt đầu thay đổi. Các luồng ý tưởng không còn mãnh liệt như lúc đầu, các ý tưởng vẫn còn đấy, nhưng bây giờ hầu hết chúng là những ý tưởng hướng về đường lối tu tập, hướng về thăm mà. Và quý vị bắt đầu hiểu biết thế nào là con đường tu tập. Ta phải thực hành thiền ra làm sao thế nào là cách tập thiền đúng đắn và những khó khăn khi thực hành là gì tất cả những ý nghĩa này tiếp tục hiện ra trong tâm quý vị thay thế cho những ý nghĩa bất thiện đây là samma Sankapo, suy nghĩ chân tránh nhưng đây vẫn chưa phải là loại panya ưu việt đã giúp cho thái tử siddhartha gautama đạt được giác ngộ viên mãn những học thuyết chỉ dẫn cho người ta suy nghĩ tốt đã có từ trước. Ở Ấn Độ, ngay cả thời gian trước hoặc cùng thời với Đức Phật và cả sau thời đại của Ngài, các học thuyết đều dạy ta cần phải có ý tưởng tốt lành. Rồi sau đó ta mới có thể nhìn sự vật một cách đúng đắn. Và đây là Samadhi, sự hiểu biết chân tránh, quan niệm chân tránh. Quý vị có thể nhìn mọi sự việc một cách đúng đắn, đúng như thật cũng như khi mặt trời bị che khuất bởi một đám mây đen dày đặc làm cho quý vị không thể nhìn thấy ánh sáng mọi thứ đều chìm trong bóng tối thế rồi một vài lớp mây bay đi một số lớp mây khác vẫn còn đó nhưng không còn dày đặc như trước không còn đen tối như trước chúng đã mỏng bớt đi quý vị bắt đầu thấy ánh sáng mặc dù đám mây chưa đi hết suy nghĩ chân chính này rất cần thiết loại Samma Sankapo này. Ý tưởng vẫn còn đó. Quý vị chưa đạt đến giai đoạn tâm không còn suy nghĩ, không còn tư tưởng. Sự suy nghĩ vẫn có mặt, nhưng nó không gây xáo trộn đáng kể nào cho quý vị và không cản trở quý vị tiến bước. Bước sau đó là Ditti, Sự hiểu biết chân chính là thấu hiểu sự thật đúng như thật. Đây mới là Panya đích thực, trí tuệ đích thực dần dần quý vị sẽ phát triển được panya trí tuệ dẫn đến sự giải thoát hoàn toàn panya gồm có ba giai đoạn ngôn ngữ thời xưa gọi giai đoạn thứ nhất là sutamaya panya là tuệ thụ nhận trí tuệ do nghe được từ người khác sau đến là chintamaya panya tuệ tư duy trí tuệ do suy luận mà có và cuối cùng là Bhavanamaya panya tuệ giác, trí tuệ do sự tự chứng nghiệm. sutamayapanya trí tuệ thụ nhận, hay còn được gọi là văn tuệ. Khi quý vị nghe được điều gì hay đọc cái gì từ người khác, đó là trí tuệ của người khác. Cũng như khi một bậc giác ngộ hay bậc thánh hiền giảng về thăm ma và những lời giảng đó được ghi chép thành kinh điển. Quý vị lắng nghe trực tiếp lời giảng hay đọc kinh điển và quý vị chấp nhận các lời giảng đó. Thường thường quý vị chấp nhận bởi vì quý vị có nhiều đức tin hay sự kính tín đối với vị này. Hoặc là quý vị có đức tin hay sự tôn kính cao cả đối với kinh điển này nên quý vị chấp nhận nó. Điều này rất tốt và hữu ích. Những người chưa từng nghe về tham ma hoặc chưa từng đọc một tí gì về chân lý sẽ còn phải sống trọn đời lầm lẫn. Ít nhất, nếu người ấy được nghe nói về tham ma, được nghe vài lời về tham ma, thì người ấy cũng đã được nghe những lời chân chính, những lời đúng đắn. Nhưng nghe về tham ma vẫn chưa đủ. Nếu chỉ mới phát triển Sutta panya, trí tuệ có được nhờ nghe từ người khác giảng dạy hoặc đọc lời giảng, điều đó vẫn chưa đưa ta đến giải thoát. Tuy nhiên, sutamaya panya rất tốt rất tốt là vì nó gây hứng khởi và hướng dẫn cho ta tới bước kế tiếp và bước kế tiếp đó là chintamaya panya tuệ tư duy hay tư tuệ tuệ tư duy có nghĩa là hiểu được chân lý phát triển trí tuệ ở mức độ lý trí con người là một sinh vật biết phân tích lý luận con người không muốn chấp nhận mọi việc một cách mù quáng họ phải dùng khả năng hiểu biết suy luận của mình những gì tôi vừa nghe những gì tôi vừa đọc có hợp lý không có thực tiễn không tôi có nên chấp nhận nó hay không ở mức độ lý trí con người cố gắng hiểu và dùng lý trí để xét đoán phải điều này nghe có lý có tính cách khoa học có thể chấp nhận được và họ chấp nhận đây là bước thứ hai của Panya, một bước rất quan trọng và rất hữu ích. Sự ích lợi của bước thứ hai này là nó giúp quý vị có thêm sự hứng khởi và biết hướng tiến đến bước thứ ba là Bhavna Maya Panya, tuệ giác hay còn được gọi là tu tuệ. bava có nghĩa là từng trải, là sống với trí tuệ mà chính quý vị thể nghiệm được, là kinh nghiệm trực tiếp quý vị sống bằng trí tuệ này và chính nó sẽ đưa quý vị đến giải thoát. Hai giai đoạn đầu tiên là tuệ thụ nhận và tuệ tư duy rất hữu ích nhưng chúng không đưa đến giải thoát. Vào thời xưa ở Ấn Độ người ta đã biết hai loại tuệ này rồi. Điều mà Đức Phật khám phá ra chính là giai đoạn thứ ba của tham ma. Hãy tự chứng nghiệm giai đoạn này. Có nhiều vị thầy đã từng dạy Hãy tránh xa lòng ham muốn, hãy tránh xa tâm ghét bỏ. Tất cả mọi thứ do giác quan cảm nhận đều là ảo giác, giả tạo và quý vị vẫn luôn bị ràng buộc vào chúng. Quý vị tự gây đau khổ cho chính mình. Hãy thoát ra khỏi sự ràng buộc này. Hết bị ràng buộc thì quý vị sẽ hết khổ. Từ xưa vốn đã có tất cả những lời răn dạy này, nhưng làm sao để có thể thoát khỏi đau khổ? nếu ta biết phát triển namaya Panya, trí tuệ thực nghiệm của chính mình, nó sẽ giúp ta thoát khỏi khổ đau. Trí tuệ thứ nhất và thứ hai rất hữu ích, nhưng chúng cũng có thể rất có hại. Có nhiều trường hợp, chúng trở thành hết sức tai hại. Chẳng hạn như Suttamaya Panya, trí tuệ thụ nhận. Một người nào đó sinh ra trong một gia đình nào đó, sinh trưởng trong một xã hội nào đó, có đức tin vào một truyền thống nào đó với những giáo lý và đức tin nào đó từ thuở nhỏ tâm trí người đó đã bị nhồi nhét nhồi nhét nhồi nhét bởi tất cả những tập tục lý thuyết đức tin và tín điều này và người đó bắt đầu thấy rằng tất cả những điều này đều tốt cả tất cả các truyền thống khác đều vô dụng và sai lầm truyền thống của tôi là nhất cho nên tôi chấp nhận nó người đó sẽ không hề muốn đi thêm bước kế tiếp nữa họ thấy hoàn toàn thỏa mãn tôi chấp nhận chân lý chân lý trong kinh điển của tôi chân lý mà các vị thần thánh của tôi đã giảng dạy chân lý mà giáo chủ của tôn giáo tôi đã giảng dạy thật là tuyệt diệu điều này trở thành một cản trở lớn một ràng buộc rất lớn một người như vậy sẽ không bao giờ sử dụng lý trí không bao giờ cố gắng phân tích những điều đã được giảng dạy như vậy thì rất khó mà phát triển khả năng chứng nghiệm được thực tại. Điều này trở thành một sự ràng buộc rất lớn. Có người hoàn toàn tin chắc vào Sutta Mayapanya. Thế nhưng là con người, họ vẫn muốn dùng lý trí để tìm hiểu. Họ bắt đầu suy luận. Phải chăng điều này có thật? Phải chăng điều này đúng? Điều này có thể chấp nhận được không? Có thực tiễn không? Thế rồi những bậc trưởng thượng bắt đầu lo lắng những trưởng lão trong gia đình, ngoài xã hội hay trong cộng đồng không tán thành. Họ nói: "Ồ, con không tin tưởng à? Con không có đức tin vào giáo lý của chúng ta, con không có đức tin vào vị giáo chủ của chúng ta. Thế nếu con nghi ngờ thì con có biết kết quả sẽ như thế nào không? Khi chết con sẽ rơi xuống địa ngục." Và rồi họ diễn tả cảnh địa ngục thật là khủng khiếp, làm cho người này vội vàng van xin không không tôi không muốn xuống địa ngục ấy tôi chấp nhận hết bất cứ điều gì dù có lý hay không có lý thực tiễn hay không bất cứ cái gì tôi chấp nhận hết tôi không muốn phải xuống địa ngục tội nghiệp cho người này chấp nhận hết chấp nhận vì sợ hãi và rồi các bậc trưởng thượng này lại còn có một cách khác họ sẽ nói này con nếu con chấp nhận tất cả những gì viết trong kinh điển theo truyền thống tôn giáo của chúng ta, theo triết lý của chúng ta, nếu con chấp nhận thì con biết điều gì sẽ xảy ra không? Sau khi chết, con sẽ được lên thiên đàng. Và rồi một sự diễn tả thật là tuyệt vời về thiên đàng, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Con sẽ hưởng thụ tất cả những khoái cảm nơi đó, tất cả những vui thú của cõi trời mà con không thể có nơi hạ giới này, hết sức tuyệt diệu. Thế là nước miếng nước rãi bắt đầu chảy ra sung sướng quá nếu mà được như thế thì tôi chấp nhận hết chỉ có chấp nhận mà được lên thiên đàng thì tôi xin làm người tiên phong thế là quý vị chấp nhận cho dù quý vị chấp nhận vì đức tin mù quáng hay quý vị chấp nhận vì sợ hãi hay quý vị chấp nhận vì lòng tham lam thì quý vị cũng chỉ biết chấp nhận suông mà không biết dùng đầu óc của mình để tìm hiểu cho dù có tiến sang giai đoạn thứ hai đi nữa thì việc chấp nhận suông như vậy cũng có thể trở thành một sự ràng buộc không kém có trường hợp xảy ra khi ta bắt đầu suy luận ta nhận thấy những giải thích rất hợp lý nhất là những niềm tin trong truyền thống của mình cũng như một vị luật sư giỏi ta tìm đủ mọi cách để tự thuyết phục thế này là đúng vì truyền thống tôn giáo của ta bảo vệ tất nhiên là đúng quý vị tiếp tục lý luận và lý luận cho đến khi chính quý vị tin tưởng một cách chắc chắn Điều này nhất định là đúng. Không còn gì để bàn cãi nữa. Bây giờ tôi đã biết tất cả mọi sự. Lý trí của tôi chứng nhận là đúng. Và quý vị thổi phòng cái ngã lên. Giờ đây tôi đã biết hết. Tôi thật là một người khôn ngoan. Tôi có thể viết sách. Rất nhiều sách về triết lý này, về tín ngưỡng này. Tôi có thể diễn thuyết, bàn cãi, tranh luận, thảo luận để chứng minh rằng tất cả những tín ngưỡng khác là sai. Chỉ tiến ngưỡng này là đúng. Sự điên rồ này sẽ ngăn cản quý vị bước qua giai đoạn kế tiếp. Bởi thế hai giai đoạn đầu có thể trở thành những trở ngại lớn. Nếu quý vị bắt đầu bước vào panya tuệ thực chứng, rồi quý vị sẽ bắt đầu tự mình chứng nghiệm được thực tại. Chừng nào mà quý vị vẫn chưa chứng nghiệm được thực tại, thì nó vẫn chưa phải là hiện thực đối với quý vị nó luôn luôn bị méo mó. Mỗi cá nhân đều phải tự mình chứng nghiệm chân lý để đạt đến mục tiêu cuối cùng. Thái tử Siddhartha Gautama, người đã thấu hiểu chân lý ngay trong bản thân và đã tự phát triển Bhavnamaya Panya và trở thành bậc giác ngộ, bậc giải thoát. Panya, trí tuệ do Ngài phát triển trong bản thân, chỉ có thể giải thoát cho một người, đó là Siddhartha Gautama, không ai khác. Không ai có thể được giải thoát bằng trí tuệ của ngài. Mọi người đều có thể nhận được sự hướng dẫn, nhận được nguồn cảm hứng từ trí tuệ của ngài, nhưng mỗi cá nhân phải tự mình phát triển trí tuệ cho chính mình để đạt đến mục tiêu cuối cùng là sự giải thoát hoàn toàn. Bhavana mayapanya là trí tuệ riêng, là tuệ giác mà quý vị phải tự trải qua, tự kinh nghiệm. Chỉ có nó mới phá bỏ được những ràng buộc của vô minh, của ham muốn, của ghét bỏ, của thói hư tật xấu. Chỉ có tuệ giác này mới xóa bỏ được mọi phiền não. Chỉ có tuệ giác này mới đưa tới kết quả, chứ không phải tuệ thụ nhận và tuệ tư duy. Một ví dụ, một người rất đói bụng bước vào một nhà hàng. Anh ta ngồi xuống ghế, có người đem thực đơn ra, anh ta đọc qua, À, thức ăn ngon quá. Các món ăn nấu hôm nay thật ngon. Và anh ta bắt đầu chảy nước miếng. Đây là sự việc thứ nhất. Bây giờ anh ta bắt đầu gọi món ăn. Trong lúc chờ đợi món ăn, anh nhìn chung quanh. Những thực khách đến trước đang thưởng thức các món ăn một cách thích thú. Chắc chắn là thức ăn hôm nay phải ngon lắm. Nhìn kia mọi người đều có vẻ thích thú lắm. Một lần nữa, nước miếng anh ta lại chảy ra. Đó là sự việc thứ hai bây giờ sự việc thứ ba đó là lúc món ăn được dọn ra và anh ta bắt đầu thưởng thức món ăn đó sự việc thứ nhất có thể ví như sutamayapanya tuệ thụ nhận anh ta chỉ mới đọc thực đơn nhưng chưa hề nếm qua món ăn việc thứ hai ví như chintamayapanya tuệ tư duy bởi vì anh ta chỉ mới thấy người khác thưởng thức món ăn một cách ngon lành mặt mũi họ hớn hở cho nên tâm trí của anh ta biết rằng, nhìn kìa, những người kia đang thưởng thức, vì họ hớn hở ăn uống ngon lành, như thế chắc chắn món ăn phải ngon lắm. Nhưng anh ta vẫn chưa được nếm. Chỉ đến giai đoạn thứ ba, khi món ăn được dọn ra và anh ta bắt đầu ăn, bắt đầu nếm thử, lúc ấy anh ta mới thật sự thưởng thức. Đây mới chính là Bhavnamaya Panya, tuệ thực chứng. Tuệ thụ nhận và tuệ tư duy không đủ để ta biết cái vị thật sự của thực tại. Một ví dụ khác, có một người bị bệnh và phải đi bác sĩ. Bác sĩ khám bệnh và kê toa thuốc. Bệnh nhân rất phấn khởi cầm toa thuốc ra về. Anh ta hoàn toàn tin tưởng vào vị bác sĩ của mình, không có gì sai trái cả, bệnh nhân cần phải tin tưởng vào bác sĩ điều trị cho mình. Nhưng lòng tin đó trở thành tin tưởng mù quáng sự kính tín trở thành mê tín. Tại nhà, anh ta bày tượng hay ảnh của bác sĩ trên bàn thờ, xong rồi anh ta dâng cúng hoa quả và nhang đèn. Rồi anh ta đi 108 vòng quanh bàn thờ và lại ba lại. Làm như thế thì đem đến lợi ích gì? Rồi anh ta lấy cái toa thuốc ra và tụng niệm sáng một viên, trưa một viên, tối một viên, sáng một viên, trưa một viên. Làm như thế sẽ đưa ta đi đến đâu? Thật là điên rồ. Đó là trường hợp xảy ra khi đức tin trở thành mù quáng, khi sự kính tín trở thành mê tín. Bây giờ là trường hợp thứ hai, một người khác là người có lý trí nên người đó chạy đến phòng mạch bác sĩ và hỏi: "Tại sao bác sĩ lại cho tôi cái toa này? Trong toa nói gì? Thuốc này sẽ chữa bệnh cho tôi như thế nào?" Ông bác sĩ là một người thông minh, ông ta trả lời: "Anh hãy xem đây." đây là bệnh của anh và đây là nguồn gốc của bệnh nếu anh uống thuốc này thì sẽ trừ được nguyên nhân của bệnh khi nguyên nhân căn bệnh không còn bệnh của anh cũng sẽ hết à thật là tuyệt bây giờ tôi mới hiểu bác sĩ của tôi thật là tài ba thuốc của ông ấy cho thật là tuyệt vời và bây giờ bệnh nhân ấy lại làm gì trở về nhà anh ta bắt đầu tranh luận với hàng xóm vô ích các thầy thuốc của quý vị đều vô tích sự chỉ có bác sĩ của tôi mới là tài giỏi thuốc men thầy thuốc của quý vị cho là đồ bỏ chỉ có thuốc mà bác sĩ của tôi kê toa mới là thần dược và cứ thế anh ta tiếp tục tranh luận cãi lý anh ta không chịu uống thuốc mà chỉ lo tranh luận ôi mọi việc là như thế đó người có trí các thánh nhân các bậc giác ngộ khi các ngài thấy chúng sinh khốn khổ đau đớn các ngài cho toa thuốc thăm mà quý vị hãy giữ si la hãy thực hành samathi hãy tu tập để phát triển panya quý vị sẽ thoát khỏi khổ đau nhưng có mấy ai chịu thực hành đâu thay vào đó họ bắt đầu lập ra môn phái tín ngưỡng giáo điều nghi lễ nghi thức và bị ràng buộc vào tất cả các chuyện này nhưng không thực tập thì chẳng có lợi lộc gì cả. Panha thứ ba là ba namaya tuệ thực chứng là áp dụng tham ma vào cuộc sống qua kinh nghiệm trực tiếp chỉ có điều này bằng kinh nghiệm trực tiếp của quý vị mới đem lại lợi ích cái khó là làm cách nào để ta chứng nghiệm trực tiếp chứng nghiệm trực tiếp về hiện tượng thân và tâm này làm sao để chứng nghiệm rằng những hiện tượng tương tác liên tục luôn diễn ra và vì như vậy bất tịnh bắt đầu nảy sinh nó bắt đầu sinh sôi nảy nở bắt đầu khống chế quý vị và bằng cách hiểu được mọi chuyện diễn ra như thế nào quý vị có thể chấm dứt sự phát sinh của những bất tịnh này cho dù bất tịnh đã nảy sinh rồi quý vị cũng sẽ không để cho nó sinh sôi nảy nở và khống chế quý vị tất cả các điều này phải được chứng nghiệm và tất cả các điều này đều xảy ra rất sâu trong tâm. Quý vị phải phát triển được năng lực và khả năng để chứng nghiệm được hiện tượng này. Trong ba ngày qua, quý vị đã và đang thực hành các việc kể trên. Vậy thì trừ khi quý vị có khả năng này, năng lực này, quý vị sẽ không thể thực tập thiền Vipassana, không thể được. Chẳng hạn, nếu quý vị không có năng lực của mắt, quý vị không thể nhìn thấy gì cả hoặc nếu quý vị không có năng lực của tai quý vị sẽ không nghe được tương tự như thế trừ phi quý vị có năng lực của tâm để đưa quý vị tới chiều sâu của sự tương quan giữa thân và tâm trừ phi quý vị có được năng lực này quý vị không thể đi vào thật sâu trong tâm được một ví dụ có hai người bạn là hai thiếu niên nghèo khổ sống cuộc đời ăn xin chúng đi khắp nơi để xin ăn một đứa bị mù bẩm sinh một ngày nọ cậu bé mù bị lên cơn sốt nặng người bạn ăn xin kia bèn nói được rồi bạn ở đây nghỉ đi tôi sẽ đi xin thức ăn rồi chúng ta cùng ăn với nhau thằng bé ăn mày ra đi và ngày đó có bà nội trợ động lòng thương bà cho thiếu niên này một thức ăn ngon ngọt ở ấn độ người ta gọi là kia. một loại chè làm bằng sữa gạo trái cây khô và đường vân vân được cho ăn cậu bé ăn xin rất vui mừng nhưng chè lỏng quá mà nó lại không có đồ đựng cho nên không thể mang về cho bạn mình mà phải ăn tại chỗ khi trở lại nơi cũ nó thật thà kể cho bạn nghe hôm nay tôi xin được món kia rất ngon nhưng xin lỗi đã không thể đem về cho bạn vì không có bát để đựng bạn không thể đem về cho tôi cũng không sao nhưng hãy tả cho tôi nghe món kia này là món gì thế anh không biết kia là gì à không tôi không biết ồ nó màu trắng làm bằng sữa trắng thật là trắng trắng à hay trắng là gì anh không biết trắng là gì ư không tôi không biết trắng là gì trắng không phải là đen thế đen là gì anh không biết trắng là gì cũng chả biết đen là gì thế anh là người gì nhỉ tôi không biết trắng là gì đen là gì vì tôi bị mù bẩm sinh làm sao tôi có thể biết màu trắng hay màu đen là gì thằng bé kia nhìn hết chỗ này đến chỗ kia và thấy một con vịt trắng nó vội bắt con vịt và mang lại cho bạn mình đây này trắng như con vịt này này trắng giống con vịt này à thằng bé mù không trông thấy gì làm sao nó có thể biết màu trắng như thế nào và con vịt trắng ra sao nó lấy tay sờ con vịt à bây giờ tôi hiểu trắng là gì rồi màu trắng rất là mềm thật là mềm này anh nói sao mềm ư mềm với trắng không có liên quan gì với nhau cả anh nói trắng như con vịt vậy Tôi sờ con vịt Thấy con vịt rất mềm mại Và bây giờ anh lại nói trắng không phải là mềm Làm sao tôi có thể hiểu được trắng là gì bây giờ Ồ anh vớ vẩn quá Tôi bảo anh trắng là trắng như con vịt này Mà anh chả hiểu gì cả Để tôi thử một lần nữa xem và một lần nữa nó lại mò mẫm sờ, nó bắt đầu từ cái mỏ rồi tới toàn thân con vịt, cho tới phần đuôi của con vịt. À, tôi biết rồi, nó cong quẹo, màu trắng thì cong quẹo. Thế mới biết có người hay nói lý thuyết cao siêu nhưng chẳng bao giờ chứng nghiệm được điều gì bởi vì họ không có khả năng để chứng nghiệm những điều này. Đối với họ, chân lý luôn luôn cong quẹo, khúc khuỷu. Sự thật vẫn luôn luôn cong quẹo suốt cả đời, cong quẹo, cong quẹo. Họ không bao giờ có thể hiểu được. Khả năng chứng nghiệm chân lý rất là quan trọng. Và đây là những gì quý vị đã bắt đầu làm. Nếu quý vị chỉ biết có sila, trì giới, mà không thực hiện bước kế tiếp là samadhi, định tâm, thì quý vị sẽ không có thể có được khả năng này. Quý vị đã đi vào samadhi. Nếu quý vị chỉ thực hành samadhi bằng cách dùng một đối tượng tưởng tượng, như dùng một câu chú hay một hình ảnh, thì quý vị lại cũng sẽ không phát triển được khả năng này. Nhưng quý vị thực tập với thực tại, cái thực tại gắn liền với hiện tượng về thân và tâm của chính quý vị quý vị đã thực tập tại khu vực này với hơi thở đó là sự thật và quý vị đang thực sự chứng nghiệm được điều này cái phớt chạm của hơi thở là điều quý vị đang cảm nghiệm và bây giờ trong ngày thứ ba quý vị đã bắt đầu cảm nhận các cảm giác các phản ứng sinh hóa tại khu vực nhỏ hẹp này đây chính là phương thức dẫn quý vị đi dần đến những tầng lớp sâu hơn của tâm tầng thâm sâu nhất của tâm được gọi là tâm vô thức là phần thực ra không vô thức tí nào nó lúc nào cũng nhận thức ngày và đêm nhận thức được các cảm giác trên cơ thể quý vị đã bắt đầu cảm nhận được những cảm giác này ở vùng bên trong khoang mũi cảm giác luôn hiện hữu trên khắp cơ thể trên toàn thân lúc nào cũng có cái này hoặc cái kia đang diễn ra lúc nào cũng có sự thay đổi một sự thay đổi thể hiện bằng cảm giác này hoặc một sự thay đổi thể hiện bằng cảm giác nọ, nhưng luôn luôn có sự thay đổi. Và quý vị chỉ có thể cảm nhận được bằng cách quan sát chúng như trong 3 ngày qua. Quý vị đang ở giai đoạn khởi đầu. Ngày mai, quý vị sẽ thăm dò toàn bộ lãnh vực và quý vị sẽ nhận thấy cảm giác này hoặc cảm giác nọ ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Đây là cách quý vị di chuyển sự chú tâm từ bề mặt của tâm cho đến phần thâm sâu của tâm, nơi mà các phiền não mọc rễ sâu trong quá khứ đã tích tụ, nơi mà khuôn mẫu hành xử của tâm ngự trị, ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Khuôn mẫu hành xử của tâm là phản ứng. Khi có một cảm giác dễ chịu, khoan khoái thì tâm phản ứng bằng ham muốn, bám víu. Khi thấy cảm giác khó chịu, bực sọc trên thân, thì tâm phản ứng bằng ghét bỏ, thù hận. Dần dần quý vị sẽ bắt đầu ý thức được chuyện đó. Thật rất dễ hiểu ở lĩnh vực trí thức là có sự thay đổi xảy ra ở khắp mọi nơi. Tất cả đều vô thường, ai sinh ra rồi cũng chết. Mọi vật được tạo ra không sớm thì muộn, rồi cũng bị hủy hoại. Tất cả đều vô thường, nhưng đây chỉ là sự hiểu biết trên phương diện lý trí. Và ta chỉ có thể chứng nghiệm được điều này trong phạm vi của cơ thể mà thôi. Luật tự nhiên là luật có tác dụng ở mọi nơi, cả bên trong và bên ngoài chúng ta luật tự nhiên mà quý vị thấy ở bên ngoài chỉ có thể được chấp nhận và hiểu bằng lý trí. Nhưng thực tại, định luật mà quý vị chứng nghiệm trong phạm vi của cơ thể cần phải được chứng nghiệm. Và sự chứng nghiệm này được gọi là Bhavna Mayapanya, tuệ thực chứng. Chúng ta phải chứng nghiệm thực tại qua kinh nghiệm trực tiếp đó. Nếu không, chỉ sử dụng lý trí thì không hữu hiệu. Đã có những bậc thầy trước thời Đức Phật, cùng thời với Đức Phật, và cả sau thời đại của Ngài đã từng giảng dạy những điều này, nhưng tất cả chỉ ở trên phương diện trí thức. Điều đó không thể giúp ta đi sâu vào nội tâm như khi ta bắt đầu phát triển Bhavana Mayapanya của chính mình. Chẳng hạn như khi có điều rất đau buồn xảy ra trong đời, như khi một người thân yêu mất đi, và khi xác người ấy được đem đi thiêu đốt hoặc chôn cất, trong quá trình sự việc diễn ra thì ta cũng đã mở mang trí tuệ rất nhiều ồ rốt cuộc rồi mọi sự đều vô thường ai đã sinh ra cũng phải chết không ai thoát được cái chết một ngày nào đó tôi cũng sẽ chết người ta sẽ mang xác tôi đi chôn hay thiêu đốt trên giàn hòa như vậy thì những ham muốn bám víu những tranh chấp với người khác và tích lũy vật này vật nọ có ích gì nhỉ cuối cùng rồi mọi thứ đều bị bỏ lại đây còn thân tôi cũng bị thiêu đốt thôi cho dù ta có hiểu biết được như vậy đi nữa thì thử hỏi hiểu biết được bao lâu vừa bước chân ra khỏi nghĩa trang lại lại bắt đầu y như cũ tôi tôi của tôi của tôi tất cả sự điên rồ vẫn còn nguyên chẳng thay đổi được gì cả bởi vì sự hiểu biết đó chỉ là hiểu biết trí thức mà thôi khi đi dự những buổi giảng về thăm ma về pháp anh cũng nghĩ à hay quá bây giờ tôi hiểu tại sao sự ràng buộc lại tệ hại đến như vậy nó mang lại quá nhiều đau khổ càng bị ràng buộc nhiều chừng nào thì khổ đau càng nhiều chừng đó cái tôi và cái của tôi là một nỗi khổ lớn quả thật là một nỗi khổ lớn cuối buổi giảng khi vừa ra khỏi giảng đường có người bỗng nhiên la lớn kìa đôi giày của tôi đâu ai lấy giày của tôi vậy giày tôi mới mua ngày hôm qua đôi giày mới của tôi đâu rồi rồi người đó bắt đầu than van khóc lóc của tôi của tôi của tôi của tôi chẳng có gì thay đổi cả tất cả chỉ là hiểu biết trí thức suông chẳng ích lợi gì cả bởi thế ta phải chứng nghiệm được nhưng muốn chứng nghiệm được không phải là dễ để hiểu sự việc ở lĩnh vực lý trí thì rất dễ chấp nhận sự việc ở lĩnh vực đức tin cũng dễ nhưng chứng nghiệm thực tại thì rất là khó. Bởi vì trừ khi quý vị có sẵn khả năng chứng nghiệm này, quý vị không thể chứng nghiệm được gì cả. Có quá nhiều ảo tưởng, quá nhiều lầm lẫn. Trên bề mặt sự việc hiển lộ ra như vậy, có vẻ như vậy. Nhưng nhìn kỹ hơn thì sự thật hoàn toàn khác hẳn. Chẳng hạn ban đêm khi quý vị lên giường, quý vị bật đèn điện hay thắp đèn cày, rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, khi thức dậy quý vị nhìn ánh sáng của ngọn nến hay ánh sáng của ngọn đèn quý vị có cảm tưởng rằng đây cùng là một ngọn nến hay một ngọn đèn đêm qua nhưng làm sao có thể cùng một ngọn nến được làm sao có thể cùng một ngọn đèn được mỗi một giây phút một ngọn lửa nhóm lên rồi biến đi một ngọn lửa khác lại nhóm lên rồi biến đi và cứ như thế ngọn lửa khác lại nhóm lên rồi biến đi không có sự gián đoạn cái này liên tiếp xuất hiện sau cây kia khiến cho ta có cảm tưởng đó cùng là một ngọn lửa cùng một ánh sáng chỉ là một ảo giác lớn cái bóng đèn điện này tôi đã chỉ tay vào đó hai lần ta có cảm tưởng vẫn cùng là một ánh sáng trước đó cùng một ánh sáng đó sao lại cùng một ánh sáng được nếu cùng là một ánh sáng thì tại sao công ty điện lực lại gửi giấy tính tiền điện vào cuối tháng ông đã tiêu thụ bao nhiêu đơn vị điện năng bao nhiêu tiền đó? Tại sao lại phải trả tiền nhỉ? Đây là ngọn đèn của tôi, công tắc đèn của tôi, tôi đã mua nó ngoài tiệm, nó là sở hữu của tôi. Ông là ai sao lại đòi tiền tôi? Nhưng công ty điện lực hoàn toàn có lý. Dòng điện được phát ra là từ nhà máy phát điện. Nó đi qua các dây dẫn điện và được tiêu thụ. Điện năng phát ra nối tiếp nhau với một tốc độ cực nhanh. Dòng điện lực cũ qua đi thì dòng điện lực mới thay thế tức khắc. Rồi dòng điện lực cũ qua đi và cứ như thế mà chuyển động với một tốc độ cực nhanh đến nỗi ta có cảm tưởng là dòng điện không thay đổi. Một ví dụ khác. Quý vị băng qua một con sông vào buổi sáng. Quý vị băng qua sông tới bờ bên kia. Quý vị làm việc nguyên ngày ở đó rồi lấy thuyền và chèo về bờ bên này. Quý vị có cảm tưởng là mình đã di chuyển trên cùng một dòng sông làm sao cùng một dòng sông được cho dù nếu quý vị có ngụp mình xuống sông này rồi ngẩng đầu lên khỏi mặt nước sau đó lại ngụp mình xuống lần thứ hai và ngẩng đầu lên khỏi mặt nước lần nữa rồi lần thứ ba cũng thế làm như thế quý vị có cảm tưởng rằng mình đã ngụp xuống cùng một dòng sông làm sao cùng một dòng sông được dòng nước vẫn chảy liên tục dòng sông mà quý vị trầm mình xuống lần đầu đã trôi đi rồi không còn sót lại dù chỉ một giọt nước tất cả đều đã trôi đi mất lần thứ hai quý vị nhúng mình xuống là một dòng nước hoàn toàn khác lần thứ ba lại là một dòng nước hoàn toàn khác nữa vào buổi sáng quý vị trèo thuyền qua sông vào buổi chiều con sông đã hoàn toàn đổi mới tuy nhiên cảm tưởng của ta vẫn y như cũ cùng một dòng sông cùng một ngọn đèn làm thế nào để ta thoát ra khỏi cái ảo tưởng ấy có vài sự việc nằm trong khả năng của các giác quan của ta chẳng hạn quý vị có hai mắt và có thể nhìn thấy các vật bên ngoài nhưng cái thấy này có giới hạn ngọn lửa của cây đèn luôn phụt sáng rồi mất đi sáng lên rồi lại mất đi nếu nhìn kỹ ngọn đèn quý vị có thể thấy điều đó sáng tắt sáng tắt nhưng còn ngọn đèn điện thì sao nó sáng và tắt với một tốc độ cực nhanh nhanh hơn cả khả năng thị giác của quý vị hoặc sự trôi chảy của dòng sông. Đúng, dòng nước đang trôi, nhưng lúc ta nhúng mình xuống lần thứ nhì thì đã là một dòng nước mới rồi, lần thứ ba cũng vậy. Nếu chú ý kỹ, ai cũng sẽ hiểu được điều này. Nhưng làm sao ta hiểu được rằng người nhúng mình xuống sông lần đầu đã mất đi? Lần nhúng mình thứ hai lại là một người hoàn toàn mới. Lần thứ ba cũng thế, một người hoàn toàn mới làm sao để hiểu được điều này. Quý vị chưa có khả năng chứng nghiệm được điều đó. Chẳng hạn một người chưa bao giờ thực tập Vipassana sẽ có cảm tưởng rằng ông Wenka này và ông Wenka giảng Pháp nửa tiếng đồng hồ trước đây là cùng một ông Wenka. Và cùng là ông Wenka của ngày hôm qua, của một năm trước đây, hoặc của 10 năm, hoặc 50 năm trước, 60 năm trước, hay 67 năm trước, cùng một ông Wenka. Làm sao lại cùng một ông Wenka được? Mỗi một khoảnh khắc ông Wenka này chết đi và một ông Wenka khác lại sinh ra. Mỗi khoảnh khắc ông Wenka này chết đi và một ông Wenka khác lại sinh ra. Toàn thể cấu trúc vật chất được tạo thành bởi những hạ nguyên tử cực nhỏ sinh ra, diệt đi, sinh ra, diệt đi với một tốc độ cực nhanh. Tốc độ này tạo cho ta ảo giác, ảo tưởng và lầm lẫn. Ta không thể hiểu được thực tại, dù rằng lý trí của ta chấp nhận thực tại là như vậy, vì các nhà khoa học đã nói như thế. Toàn thể thế giới vật chất này không có gì là chắc đạc cả. Tất cả đều là những vi ba, tức là những làn sóng nhỏ li ti, những làn sóng nhỏ li ti. Các nhà khoa học hiện đại đã nói như thế. Một bậc giác ngộ là Đức Phật cũng đã từng nói như thế. Toàn thể vũ trụ này không có gì chắc đặc cả chỉ là những làn sóng li ti thân và tâm không có gì khác ngoài các làn sóng li ti là sự rung động rung động quý vị có thể có tin tưởng vào các nhà khoa học và sau đó quý vị chấp nhận sự thực này nhưng chỉ chấp nhận xuông chưa đủ quý vị phải tự mình chứng nghiệm được điều đó đây chính là điều mà bậc giác ngộ đã thực chứng để đạt tư đích cuối cùng là sự giải thoát hoàn toàn và đó là việc mà ai cũng phải làm để hiểu được những thay đổi thật sự đang xảy ra, thay đổi từng khoảnh khắc, thay đổi thay đổi, thay đổi với một tốc độ rất nhanh, thay đổi thay đổi. Một đứa trẻ chào đời, quý vị thấy đứa trẻ đó thật là đáng yêu, thật là non nớt. Rồi 10 năm sau, quý vị gặp lại đứa bé đó, một sự thay đổi không ngờ. Và rồi khi quý vị thấy đứa bé 20 năm sau nữa, lại một thay đổi lớn. 30 năm, 40 năm 60 năm, 80 năm, không thể ngờ được. Cùng là một đứa bé, mà tại sao nó lại trở thành như vậy? Phải chăng cứ mỗi 10 năm, khi đứa bé đi ngủ thì Thượng Đế Quyền Năng gõ chiếc đũa thần, khiến nó tỉnh dậy và biến thành người lớn? Không, không phải như thế. Sự thay đổi xảy ra trong từng giây phút. Mỗi giây phút đều có thay đổi, thay đổi, thay đổi, thay đổi. Hủy hoại, hủy hoại, sinh, diệt, sinh, diệt. Đây là luật tự nhiên nếu ta chấp nhận luật tự nhiên này bằng lý trí hay bằng đức tin đi nữa thì cũng chẳng có ích lợi gì đó chỉ là sự giải trí của trí thức một sự tiêu khiển trí thức hoặc sự mua vui của lòng sùng tín một sự tiêu khiển của lòng sùng tín mà thôi chẳng ích lợi gì cả nhưng khi ta bắt đầu chứng nghiệm nó ở mức độ thực tế thì thật là một sự khác biệt lớn một sự khác biệt rất lớn đó là điều mà quý vị đang bắt đầu làm đó chỉ là một bước rất nhỏ trên một con đường rất dài. Một người phải tìm hiểu rất sâu bên trong để hiểu được toàn thể cấu trúc vật chất này là gì, tâm này là gì và sự tương quan của cả hai đang diễn tiến ở tầng lớp sâu thẳm ấy. Và chính điều đó đã giúp cho người ấy trở thành một bậc giác ngộ hoàn toàn bằng cách chia cắt, mổ xẻ, phân nhỏ làm tan rã. Vì ấy đạt tới một trạng thái chứng ngộ chân lý tối hậu của thân chân lý tối hậu của tâm, chân lý tối hậu về nội dung của tâm, các tâm ý nảy sinh cùng với tâm. Khi vượt qua các trạng thái đó, thì vị ấy trực tiếp chứng nghiệm được một điều vượt ra ngoài lãnh vực của thân và tâm. Thân này là gì? Bằng cách chia cắt mổ xẻ, chia cắt mổ xẻ, Ngài khám phá ra rằng toàn thể thân xác được cấu tạo bởi những vi tử cực nhỏ. Ngài đặt tên nó là Kalapa kalapa có nghĩa là đơn vị, một đơn vị vật chất, một đơn vị vật chất nhỏ nhất tới độ không còn phân chia được nữa. Ngài gọi nó là atta kalapa. Atta có nghĩa là tám. Tám yếu tố kết hợp thành đơn vị này và tám yếu tố này không thể tách rời ra được. Chúng luôn luôn đi chung với nhau. Có bốn nguyên tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa. Mỗi yếu tố có những đặc tính riêng của nó hợp lại với nhau thì chúng thành tám những đặc tính là quan trọng hơn và ta có thể cảm nghiệm được các đặc tính này khi ta đạt tới giai đoạn đó ta cũng sẽ hiểu được tâm một cách dễ dàng hơn ở mức độ tối hậu đây là thực trạng của tâm ở mức độ tối hậu đây là thực trạng của mỗi tâm ý ở mức độ tối hậu và điều đó khiến bậc giác ngộ hiểu được hiện tượng thân tâm này là thế nào với tốc độ cực nhanh như thế tất cả đều là những làn sóng li ti li ti li ti với một tốc độ nhanh như thế mọi thứ đều sinh diệt sinh diệt sinh diệt ngài nói lúc ta vừa búng ngón tay hay lúc ta vừa chớp mắt thì cái vi tử cực nhỏ này đã sinh diệt sinh diệt tới cả tỷ tỷ lần rồi cả tỷ tỷ lần rồi một nhà khoa học phương tây cũng đã đi đến cùng một kết luận một giáo sư tại đại học berkeley đã từng cố công tìm tòi nghiên cứu để thấu hiểu nguyên tử hoạt động như thế nào. Vào thế kỷ trước, các nhà khoa học phương Tây đều biết rằng không có gì là chắc đặc trong thế giới vật chất, tất cả chỉ là những làn sóng nhỏ li ti, li ti, li ti. Nhà khoa học này rất nóng lòng và tò mò muốn tìm hiểu xem vi tử nhỏ bé nhất sinh và diệt, sinh và diệt bao nhiêu lần trong một giây đồng hồ. Để tìm hiểu Ông sáng chế ra một dụng cụ mà ông đặt tên một cách rất xác thực là phòng bọt bóng. Giống như các bong bóng nhỏ, các vi tử luôn luôn sinh và diệt, sinh và diệt. Với sự trợ giúp của phòng bọt bóng này, ông đã khám phá và tuyên bố rằng trong một giây đồng hồ, mỗi vi tử cực nhỏ sinh và diệt 10 lũy thừa 22 lần. 22 số 0 sau số 1. Và ở đây, bên phương đông, một khoa học gia đã nói rằng vào lúc ta búng ngón tay hay chớp mắt thì các calapa đã sinh ra và diệt đi hàng tỷ tỷ lần. Cả hai người, Đức Phật và giáo sư đại học đó đi đến cùng một kết luận. Thế nhưng giữa hai người có biết bao nhiêu là khác biệt, biết bao nhiêu là khác biệt. Rất nhiều sinh viên phương Tây ở đại học Berkeley bên Mỹ đã đến Ấn Độ để tham dự các khóa thiền này họ đã từng nghe nói về vị giáo sư này. Ông là một giáo sư đại học danh tiếng. Ông mới qua đời cách đây không lâu. Ông đã được giải thưởng Nobel, mà giải thưởng này không phải ai cũng được. Phải là người nào đó đã khám phá ra những điều mới mà chưa ai biết đến. Vì thế ông ta rất nổi tiếng. Vì tò mò, một vài thiền sinh này tìm gặp vị giáo sư đã đi đến cùng một kết luận với bậc giác ngộ. Họ thấy ông ta sống với đầy căng thẳng, đầy khổ sở, Tại sao ông ta không thoát khỏi đau khổ? Tại sao ông ta không hết căng thẳng? Bởi vì ông không có bammamaya panya, trí tuệ thực chứng. Kết luận của ông chỉ dựa vào máy móc và dụng cụ của ông là phòng bọt bóng. Ông ta tin tưởng hoàn toàn vào cái phòng bọt bóng này. Ông có niềm tin mãnh liệt vào trí óc của mình và ông nói sự vật là như vậy. Nhưng bậc giác ngộ, người đã thoát khỏi mọi khổ đau, không dùng một dụng cụ hay máy móc khoa học nào. Ngài chỉ đơn thuần dùng kinh nghiệm trực tiếp của chính mình. Và mọi khác biệt là ở chỗ này. Khi quý vị đi sâu vào trong để tìm hiểu thực trạng của mối tương quan giữa thân và tâm, không phải để thỏa mãn sự tò mò, cũng không phải để giải tỏa sự khao khát tìm tòi. Mục đích của quý vị là làm sao để thoát khỏi vô minh để thấy rõ tại sao sự vô minh đã khiến quý vị tạo ra hết bất tịnh này đến bất tịnh khác hết tật xấu này đến tật xấu khác hết tiêu cực này đến tiêu cực khác làm cho quý vị phải tiếp tục chịu đau khổ để thay đổi cái khuôn mẫu thói quen này ta phải đi sâu vào bên trong và chứng nghiệm được chân lý chân lý thứ nhất mà ta bắt đầu chứng nghiệm là chân lý về sự thay đổi mỗi một khoảnh khắc đều có sự thay đổi xảy ra toàn thể hiện tượng thân và tâm không ngừng thay đổi, thay đổi, thay đổi. Và điều này phải được hiểu ở mức độ thực nghiệm. Vạn sự đều thay đổi, thay đổi, thay đổi. Khi quý vị tiếp tục chia cắt, mổ xẻ, phân nhỏ làm tan rã thì quý vị sẽ thấy rằng không có gì trong toàn thể cấu trúc vật chất hoặc cấu trúc tinh thần để quý vị có thể nói rằng đây là cái cốt lõi chắc đặc, đây là cái vĩnh viễn không thay đổi. Rồi quý vị tiếp tục tìm hiểu để tôi xem, để tôi chứng nghiệm xem còn cái cốt lõi rắn chắc nào không. Kết quả của Bhavnamaya Panya là ở đây. Đây chính là lúc quý vị cảm nghiệm được Anicca là sự vô thường, luôn thay đổi. Quý vị không chỉ chấp nhận sự thay đổi ở mức độ lý trí hay vì đức tin, mà phải chấp nhận ở mức độ thực tế là luôn luôn có sự thay đổi, thay đổi, thay đổi. Khởi đầu Quý vị tiếp xúc với một thực tại bề ngoài rất chắc đặc, nặng nề. Cơ thể này rất chắc đặc, cấu tạo bởi xương và thịt, vân vân. Những gì quý vị cảm thấy trên cơ thể đều chắc đặc, căng cứng, chẳng hạn như sức ép, sức nặng, sự tê cứng, sức nóng, đau nhức. Tất cả đều chắc đặc và căng cứng. Cũng với cách giống như khi quý vị bắt đầu quan sát khu vực bên trong mũi quý vị sẽ bắt đầu quan sát cảm giác trên toàn cơ thể quý vị sẽ cố gắng quan sát một cách khách quan một cách khách quan không phải lúc nào quý vị cũng có thể quan sát một cách khách quan được đâu cần phải có thời gian nhưng hãy cứ bắt đầu tu tập như thế đã đôi lúc quý vị có thể quan sát thực tại một cách khách quan một cách khách quan và khi quan sát một cách khách quan thì quý vị thấy tâm mình càng lúc càng trở nên bén nhạy hơn và khi tâm trí trở nên bén nhạy hơn, quý vị sẽ bắt đầu chứng nghiệm được một thực tại càng ngày càng vi tế hơn. Quý vị bắt đầu đâm xuyên qua, xuyên sâu vào sự căng cứng, chắc đặc và quý vị bắt đầu chứng nghiệm được thực tại vi tế hơn, vi tế hơn, vi tế hơn cho đến khi quý vị chứng nghiệm được toàn thể cơ cấu vật chất và tinh thần chỉ là những rung động và rung động sinh và diệt, sinh và diệt. Bọt bong bóng sinh ra, diệt đi, làn sóng ly ti sinh ra diệt đi, sinh ra, diệt đi. Một dòng luân lưu không ngừng, trôi chảy liên tục. Đây là lúc quý vị chứng nghiệm được sự thật về vô thường. Đây không phải chỉ là một trò chơi trí thức. Đây cũng không phải chỉ là trò chơi về tình cảm hay về đức tin. Đây là một chứng nghiệm thực sự về sự thật. Những gì quý vị chứng nghiệm trong khuôn khổ của thân thể là một sự trôi chảy liên tục, luân lưu không ngừng mọi giây phút đều thay đổi, thay đổi, thay đổi, thay đổi. Từ đó, sự điên rồ sẽ biến mất. Điên rồ về cái gì? Điên rồ về sự ràng buộc vào cơ cấu thân xác này, điên rồ về sự ràng buộc vào cơ cấu tinh thần này, vào sự kết hợp của cả hai cơ cấu này. Có ý nghĩa gì khi ta phát sinh ham muốn hay ghét bỏ đối với những gì hư ảo? Bằng cách thực tập như vậy, ta học được cách làm sao để quan sát với sự bình tâm, bình tâm, bình tâm. Khuôn mẫu thói quen cố hữu là phản ứng. Chính hiện tượng thân tâm này đã phát sinh các cảm giác này, cảm giác nọ, dễ chịu hay khó chịu, và từ đó phát sinh ra các phản ứng ham muốn hay ghét bỏ, ham muốn hay ghét bỏ. Quý vị đánh mất sự thăng bằng trong tâm, quý vị trở nên rất dao động. Bây giờ phần đầu của tuệ giác, Anicca, nghĩa là vô thường, sẽ càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn ở mức độ thực nghiệm. Khi ta phát triển phần này của tuệ giác, anicca, 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 mọi vật đều thay đổi, thay đổi, thay đổi. Phần thứ hai của tuệ giác sẽ xuất hiện, đó là dukkha, là khổ đau. Lúc bắt đầu thực tập quan sát thực tại trong bản thân, quý vị gặp phải những thực trạng rất chắc đặc và nặng nề. Quý vị sẽ có những cảm giác thật đau đớn như nặng nề, tê cứng, áp lực, căng thẳng, vân vân. Đây hiển nhiên là khổ, khổ nhiều lắm. Quý vị chắc chắn không ưa thích gì nó. Quý vị muốn loại trừ nó, nhưng nó vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, quý vị được rèn luyện để quan sát. Dù có khổ cách mấy đi nữa, quý vị chỉ quan sát thôi. Dù có khó chịu cách mấy đi nữa, quý vị cũng chỉ quan sát, chỉ quan sát mà thôi. Đôi khi vào ngày thứ bảy, thứ tám, thứ chín, hay ngày thứ mười, hoặc đôi khi sau hai khóa hoặc ba khóa thiền sinh tiến đến trạng thái mà mọi cảm giác chắc đặc đều tan biến lúc đó chỉ còn lại một sự luân lưu thông suốt của những rung động rất vi tế trên toàn thân luồng năng lượng thông chảy trong khắp cơ thể và dường như rất khoan khoái rất dễ chịu à tuyệt vời đây là cực lạc là đê mê ngây ngất mình tìm kiếm mãi cảm giác này bây giờ ta đã đạt được mục đích và quý vị phát sinh ra nhiều ràng buộc vào cảm giác tuyệt vời ấy à tôi đã được nó rồi bây giờ tôi đã có được rồi tuy quý vị không hiểu rằng trạng thái này cũng chỉ là vô thường luôn thay đổi thay đổi ban sáng quý vị cảm nghiệm được một luồng luân lưu thông suốt tuyệt vời trên toàn thân nhưng vào buổi chiều nó có thể thay đổi quý vị lại bắt đầu cảm thấy đau đớn nặng nề tê cứng và quý vị đến gặp vị thiền sư hay thiền sư phụ tá và nói Ôi thật tuyệt vời, giờ hành thiền buổi sáng của tôi thật là tuyệt vời. Nhưng bây giờ sao lại tệ quá? Quý vị trở nên đau khổ vì đã phát sinh ra ràng buộc và những điều quá vô thường. Rồi việc này trở nên hết sức rõ ràng. Các cảm giác khó chịu là khổ đã đành. Ngay cả các cảm giác dễ chịu cũng là khổ. Chỉ vì quý vị có khuynh hướng bám víu vào chúng. Mọi ràng buộc bám víu đều đồng nghĩa với khổ. Chắc chắn là khổ đau, bởi vì quý vị bị ràng buộc vào những gì không tồn tại vĩnh viễn. Muôn sự là vô thường, không sớm thì muộn chắc chắn phải thay đổi. Đó là đúc cả, là khổ. Không chỉ khổ vì cơn đau mà còn khổ vì cảm giác dễ chịu trên thân thể. Điều này càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Phần thứ ba của Pan sẽ hiển lộ. Nó sẽ trở nên hết sức rõ ràng. Đó là Anatta, vô ngã không có cái tôi cũng chẳng có cái của tôi. Thoạt đầu quý vị tưởng như là có cái tôi hiện hữu trong tôi, tưởng như cái này là của tôi. Nhưng khi quý vị tiến xa hơn, ở mức độ chứng nghiệm, chứ không phải ở mức độ trí thức, thì việc này sẽ trở nên rất rõ ràng. Cái tôi là cái gì? Quý vị thăm dò toàn bộ lãnh vực vật chất bên trong mình, toàn bộ lãnh vực tinh thần và sự kết hợp của cả hai, quý vị không thấy gì ngoài những làn sóng li ti li ti những bọt bong bóng bọt bong bóng sinh ra diệt đi bây giờ hãy xem thử bọt bong bóng nào là của tôi bây giờ hãy xem thử bọt bong bóng nào là tôi có phải bọt bong bóng này là tôi hay không bây giờ nó đã biến mất rồi còn làn sóng dao động nào là tôi nó đã mất rồi nó đã mất đi rồi vậy là tôi cũng mất đi chăng ồ chúng ta phải dùng chữ tôi của tôi anh của anh của chị chỉ vì theo lề thói thông thường mà thôi. Thật ra chẳng có cái gì là cái tôi hay của tôi cả. Chúng ta phải dùng những ngôn từ này, nếu không chẳng lẽ chúng ta lại nói cái mớ bong bóng này đang nói chuyện với mớ bong bóng kia. Nói như vậy không được. Chúng ta phải dùng chữ tôi, của tôi, anh, của anh, ông ấy, cô ấy, vân vân Đây là sự thật bề ngoài, nó có vẻ như vậy mà thôi. Nhưng sự thật tối hậu, chân lý đích thực chẳng là gì ngoài những gợn sóng li ti, li ti, những rung động, rung động là những bọt bong bóng mà thôi. Không có bản thể, đó là anatta, là vô ngã. Nếu thực sự có một cái tôi hoặc cái của tôi, thì cái của tôi đó phải thuộc về quyền sở hữu của tôi chứ. Có những gì thuộc quyền sở hữu của tôi. Vào khoảng 40 tuổi, một người khi soi gương thấy vài sợi tóc bạc. Tóc tôi đã bắt đầu bạc. Ồ không, không thể như thế được. Thế là anh ta chạy tới tiệm hóa chất để mua một chai thuốc nhuộm tóc về xài. Tôi còn trẻ, tôi vẫn còn trẻ. Nhưng người đó định dối gạt người khác rồi lại tự dối gạt mình. Nhưng làm sao đánh lừa được luật tự nhiên, đánh lừa được tham ma. Ta đang bạc đầu, đang suy tàn, suy tàn, suy tàn. Đang chết dần, chết dần, chết dần. Thân thể đang chết dần, chết mòn trong từng khoảnh khắc. Nếu quý vị nắm quyền kiểm soát, và nếu quý vị làm chủ được cơ cấu thân xác của chính mình, thì quý vị đã có thể ra lệnh, không, ngươi không thể suy tàn được, ngươi phải tồn tại y như ý ta muốn. Nhưng hoàn toàn vô ích, quý vị bất lực, quý vị đang suy tàn, lụi tàn, thoái hóa, vì không hiểu hiện tượng này, hiện tượng thay đổi không ngừng, mà con người vẫn cứ thấy vui sướng. Lấy ví dụ của một người vừa tròn 20 tuổi, trong bữa tiệc ăn mừng sinh nhật tổ chức thật lớn. Xin chúc mừng sinh nhật anh, xin chúc mừng sinh nhật anh. Con người đáng thương đó đâu hiểu rằng anh ta đang tiến gần hơn đến nghĩa địa, gần hơn 20 năm. Làm sao lại ăn mừng một điều như thế được? Nói như thế không có nghĩa là cứ mỗi lần sinh nhật đến, quý vị lại bắt đầu than khóc, lại một năm nữa tiến đến gần cái chết. Ồ, không phải vậy. Tham ma không dạy ta than khóc. Nhưng hãy hiểu rõ sự thật rằng đây là thực tế. Chừng này thời gian đã trôi qua, không biết tôi còn bao nhiêu lâu nữa. Nhưng dù có bao lâu, thì tôi phải biết dùng thời giờ còn lại một cách hữu hiệu nhất. Đâu là cách tốt nhất để tôi tận dụng thời gian còn lại. Hiểu biết như thế là có trí tuệ. Một khi sự hiểu biết về Anatta, vô ngã trở nên rõ ràng. Và khi sự hiểu biết về Anicca, vô thường cũng đã rõ ràng luôn luôn thay đổi thay đổi thay đổi rồi khi sự hiểu biết về đúc kha khổ cũng trở nên rõ ràng thì lúc đó quý vị được vững mạnh trong trí tuệ từng bước một quý vị đang tiến đến đích cuối cùng rồi trong cuộc sống hàng ngày quý vị nhận ra rằng trí tuệ tự nó biểu lộ trong cách quý vị giao thiệp với mọi người trong những hoàn cảnh khác nhau quý vị hiểu rõ đây chỉ là sự thật hời hợt bề ngoài và do đó quý vị phải giao thiệp với mọi người trên bình diện bên ngoài đó. Quý vị không thể nói rằng cái tường này chỉ là một khối rung động và những gợn sóng li ti. Chân tôi cũng thế. Thế thì nếu tôi đá vào bức tường, chân tôi sẽ xuyên qua nó. Không phải như thế đâu. Quý vị sẽ bị gãy chân đấy. Bởi vậy, ở mức độ bề ngoài, sự thật là bức tường rất rắn chắc. Nhưng ở mức độ tột cùng thì nó chỉ là sự rung động, rung động. Bức tường chỉ là sự rung động, rung động. Do đó, quý vị không bị ràng buộc vào nó. Khi đạt đến giai đoạn này, quý vị sẽ biết quan sát sự vật không phải chỉ trên bình diện chắc đặc của nó. Bề ngoài có một thực tại tưởng như chắc đặc. Nhưng quý vị sẽ bắt đầu chia cắt, mổ xẻ, phân nhỏ nó ra và nhìn thấy được sự thật tối hậu. Khi một người không có trí tuệ đúng đắn, nhìn thấy thân thể chắc đặc của một phụ nữ, anh ta reo lên, à tuyệt đẹp, tuyệt đẹp, hoặc người phụ nữ nhìn hình dáng chắc đặc của người đàn ông thì cũng khen, ồ oh, tuyệt đẹp, tuyệt đẹp. Nhưng khi đã tiến bộ trong tham ma, quý vị sẽ cố gắng nhận thức rằng, đẹp ở đâu, để xem đẹp ở chỗ nào, để tôi chia cắt, mù xẻ, phân nhỏ nó ra, xem cái đẹp ở đâu. Quý vị bắt đầu từ chân đầu, đây là tóc, à đẹp tóc vàng, tóc nâu, tóc óng mướt như tơ, hay tóc đen, tóc này hay tóc kia. Một sợi tóc rụng ra. Cái đẹp nằm ở đâu? Quý vị chỉ muốn vứt sợi tóc đi cho rồi. Chẳng hạn như câu chuyện một cô gái đáng thương kia, khi đang sửa soạn thức ăn sáng, vài sợi tóc rơi xuống và cô ta đem thức ăn tới mời đấng phu quân. Và ông chồng nhìn thấy, kia có tóc, ôi sợi tóc dơ bẩn, ôi em làm bữa điểm tâm của anh mất ngon rồi. Anh nói sao? Sợi tóc dơ bẩn à. Cả buổi chiều và suốt đêm qua anh đã hết mực khen nào là mái tóc em đẹp quá, đẹp tuyệt trần. Bây giờ nó rơi vào đồ ăn thì anh ăn đi chứ. Tại sao lại la lối om sòm? Ôi tóc chỉ đẹp lúc còn ở trên đầu. Một khi nó bị rụng đi thì mất ngay cái đẹp. Thế còn phần nào để quý vị xem xét nữa? Quan sát thêm tí nữa, quý vị xem đến hàm răng. À đẹp, đẹp quá cả hàm răng đẹp như ngọc trai như hai hàng ngọc trai thế rồi một cái răng rụng ra một hạt ngọc rớt ra một hạt ngọc trai quý giá thế quý vị có giữ nó trong tủ sắt hay trong ngân khố không không vứt ngay đi đó chỉ là miếng xương đúng thế một khi đã rụng nó chỉ còn là miếng xương trong lúc còn đầy đủ toàn bộ thì nó là hạt ngọc một hạt ngọc rất quý giá nếu quý vị quan sát thêm thì còn gì nữa? Ô kìa, móng tay, những móng tay tuyệt đẹp và màu sơn móng tay cũng thật là đẹp. Nó thật hợp với màu da hay hợp với màu áo hay màu chiếc váy sari, thật là đẹp, đẹp tuyệt trần. Lại cũng như câu chuyện trên, tội nghiệp cho cô gái, cô cắt móng tay và vài miếng móng này rơi vào đĩa ăn. Phu quân cô trông thấy, "Trời ơi, móng tay mấy cái móng tay dơ bẩn." Anh nói sao? Móng tay dơ bẩn à? móng tay em đẹp quá mà màu sơn cũng đẹp luôn và thức ăn của anh cũng ngon nữa thế bây giờ bỏ chúng vào với nhau thì nó phải đẹp gấp bội ấy chứ anh ăn đi đẹp à đẹp ở chỗ nào một thiền sinh đến gặp tôi và than rằng thầy làm ơn đừng đề cập đến những chuyện này nữa ở bên âu tây thầy có biết chúng con quan niệm cái đẹp ra sao không anh hãy nói cho tôi nghe quan niệm mỹ thuật của âu tây là gì bên âu tây họ bảo chỉ có một mm rưỡi lớp vỏ bên ngoài là đẹp thôi. Làn da thật là bóng bẩy, thật là mịn màng, rất là đẹp. Thế à, hãy lấy dao cạo và lóc ra một chút rồi xem có còn đẹp không? Quý vị sẽ cảm thấy muốn quẳng nó đi cho rồi, làm sao giữ lại cho được. Và hãy xem thử bên trong còn gì đẹp không? Nếu có cái gì gọi là đẹp đẽ ở trong người, thì nó đã đi ra ngoài từ lỗ này hay lỗ kia. Có cái gì đẹp được đưa ra ngoài từ một cái lỗ nào không? Thiên nhiên đối xử với chúng ta rất tốt, bằng không nếu đảo ngược những gì ở trong cho ra ngoài và những gì bên ngoài lộn vào bên trong thì chúng ta sẽ ra sao? Chẳng lẽ lại phải chiến đấu với lũ quạ, chim ưng với bọn kiên kên hay các chú chó rừng đây? Cuộc sống sẽ thật là kinh khủng. Vậy thì mỹ thuật ở chỗ nào? Nói vậy không có nghĩa là tham ma sẽ dạy quý vị ghét bỏ người khác. Ôi em chẳng đẹp chút nào cả, em xấu lắm em chỉ là một đống bọt bóng bóng, tôi đây cũng chỉ là một đống đọt bong bóng. Tham ma không dạy ta oán ghét. Khi ta đi càng lúc càng sâu hơn nữa, hiểu biết và phát triển Panya, phát triển tuệ giác, thì tâm ta sẽ càng lúc càng trở nên trong sáng hơn. Và cái tâm thanh tịnh là cái tâm tràn đầy tình thương, tình thương vô bờ bến, đầy từ bi, từ bi vô bờ bến, đầy hỷ lạc, sự hỷ lạc cho người khác hỷ không bờ bến cho người và một tâm quân bình cân bằng vô biên. Quý vị không thể ghét bỏ ai được, mà trái lại chỉ có tình thương, thiện trí, lòng từ ái, tình thương, thiện trí, lòng từ ái. Con đường tu tập sẽ dẫn ta tới đó, tới giai đoạn mà ta thoát khỏi mọi khổ đau. Chúng ta thoát ra khỏi mọi tật xấu và sống một cuộc đời thực sự giải thoát. Một đời sống giác ngộ, một cuộc đời tốt lành không những cho chúng ta mà cho cả mọi người chung quanh mỗi cá nhân chúng ta phải cố gắng tu tập để đạt đến đó quý vị tới đây để tu tập là một điều tốt trong ba ngày qua quý vị đã chuẩn bị đúng cách ngày mai quý vị sẽ bước vào lãnh vực của panya của tuệ giác và sẽ bắt đầu thực hành thiền vipassana nhưng phải hiểu rằng khi quý vị bắt đầu thiền vipassana đừng trông mong rằng ngay khi quý vị bắt đầu quan sát thực tại quý vị sẽ thấy hàng tỷ những vi tử sinh diệt. Ồ không, không đâu. Ban đầu quý vị sẽ bị đủ loại đau nhức, đè nén, nặng nề. Nhưng từ từ chúng sẽ mất đi. Mất đi và quý vị sẽ cảm thấy sự luân lưu của dòng năng lượng. Nhưng đừng mong đợi bất cứ điều gì. Cứ để tự nhiên nó sẽ đến. Từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Quý vị chỉ việc chấp nhận thực tại từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Và hãy phó mặc cho thiên nhiên phó mặc cho tham mà. Quý vị chỉ đơn thuần chấp nhận những gì phát sinh trong giây phút này, trong khuôn khổ của thân thể quý vị. Không được tưởng tượng, không tụng niệm, không quán tưởng, chỉ có thực tại liên quan đến hiện tượng thân và tâm của quý vị. Đúng như thật, phương pháp này chắc chắn sẽ giúp đưa quý vị tới mục tiêu cuối cùng. Hãy tận dụng thời gian, thời gian tuyệt diệu này. Quý vị đã bỏ ra 10 ngày trong đời mình quý vị phải đạt được thành quả tốt đẹp trong 10 ngày này. Và chắc chắn là quý vị sẽ đạt được thành quả tốt đẹp nhất. Hãy tu tập thật cẩn mẫn, tu tập thật nhiệt thành, tu tập thật kiên nhẫn và bền bỉ, kiên nhẫn và bền bỉ. Và hãy thoát khỏi mọi ràng buộc, mọi khổ đau để hưởng được an lạc thật sự, hòa hợp thật sự, hạnh phúc thật sự, hạnh phúc thật sự.